Rất vui chào các em, gặp lại các em hôm nay trong bài số 6. Đó là bài về tính tương đối của chuyển động. Chúng ta sẽ coi hôm nay thì tính tương đối của chuyển động là gì và nó sẽ thể hiện như thế nào trong tính chất vật lý học nó như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ coi một cái ví dụ về minh họa. Một chú gấu chuyển động đi từ vị trí này đến vị trí kia, thì mình thấy là chúng ta vừa đi trên tấm dán mà tấm dán vừa trôi trên sông nữa. Thì trong trường hợp này tính chất của vật lý như thế nào? Thì đầu tiên thầy sẽ tóm tắt một số cái phần lý thuyết về cái phần tương đối của chuyển động. Thì đầu tiên ở đây thầy sẽ không nói lại cái phần lý thuyết là nó sẽ mang tính chất là quá hàn lâm, thì thầy sẽ cho công thức mấy em luôn. Khi một vật chuyển động từ mình có thể xác định nó là vị trí 1, 2, 1, 3 bằng vị trí là vận tốc và 1, 2 cộng cho 2, 3 cho tính chất của vận tốc có tính chất là tương đối, ta có thể cộng được trong trường hợp này. Thì trong trường hợp này ta có là vận tốc V1, 3 là vận tốc của vật 1 so với vật 3, vận tốc V1, 2 là vận tốc của vật 1 so với vật 2, vận tốc 2, 3 là vận tốc của vật 2 so với vật 3. Cho nên trong trường hợp này cũng tương nhớ là cái phần ví dụ, cái phần hoạt hình ta minh họa, đó là vận tốc của chú gấu đi trên tấm dáng và tấm dáng chuyển động trên sông. Thì ta có thể coi ba vật này liên tiếp nhau, là chú gấu là vật 1, tấm dáng là vật 2 và sông là vật 3, thì ta sẽ chuyển động trong trường hợp này. Rồi, tóm tắt. Tuy nhiên, ở đó là một số cái phần tính chất vật lý. Còn ở đây ta sẽ có một số công thức đặc biệt để ta rút ra và ta làm bài tập như thế nào. Thì công thức thứ nhất, mấy em có thể coi. Đó là trong trường hợp hai cái chuyển động cùng chiều với nhau, thì ta sẽ có là V13 bằng V12 cộng cho V23 trong trường hợp này. Nếu mà theo giảng đồ vector, ta có thể minh họa theo cái hình vector như thế này. Đó là V12 nó cùng chiều với cái V23, thì ta tổng hợp lại thì ta được V13, nó dài hơn như thế. Trong thứ hai tiếp theo ta có thể nhìn, đó là công thức là về nếu mà ta có V12 cùng phương ngược chiều với V23 thì ta có độ lớn của V13 bằng trị đối của V12 trừ cho V23, cũng như là một cái giảng đồ là V12. Trong trường hợp này thầy đã lấy ví dụ là V12 dài hơn cái V23, thì khi đó hiệu hai vector V13 nó sẽ là cùng phương với, cùng chiều với cái V12 trong trường hợp này. Tiếp theo ta có một trường hợp đặc biệt tiếp theo nữa, đó là trong trường hợp V12 vuông góc với V23 thì ta suy ra được là V13 bằng căn của V12 bình cộng cho V23 bình. Đó, trong trường hợp này là mấy em có thấy giống như là trong cái hình học về Pythagore, ở đây ta có công thức này. Sau đây là ta có một số bài tập áp dụng về tính chất tính tương đối của vật chuyển động như thế nào.